anh em trên toàn quốc nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại YouTube thì mình sẽ giới thiệu lại rất là nhiều mẫu loa tép ở cái cơ sở mình sản xuất nhé. Mình ở Bắc Cạn chuyên sản xuất loa tép chống cháy 100%. Thì là những cái video trước là mình làm cho giới thiệu cho toàn thể anh em là những cái rất là nhiều mẫu rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu lại để cho nó rất chi tiết hơn. Đấy, thì hiện tại bây giờ là mẫu chúng tôi có vài mẫu sản xuất liên tục không ngừng nghỉ. Đấy, để anh em có thể là xem kỹ rồi là để lại gọi trực tiếp cho chúng tôi nhá. Số điện thoại chúng tôi là 0973 533 269. Mình ở Bắc Cạn nhá anh em nhá. Chuyên sản xuất loa tép chống cháy và săn lùng chất âm Bolero. Đấy, sau đây thì mình sẽ đưa lên màn hình cho anh em vài mẫu, xong là mình sẽ giới thiệu từng loại thông số kỹ thuật luôn. Đây là mẫu 500k. Đấy, một đôi. Đây là mẫu 1,5 triệu một đôi. Đây là mẫu 1,3 triệu một đôi. Đây là mẫu 900 một đôi. Đây, mình sẽ mở nhạc để biết. Đấy, mẫu này 900 một đôi. Đấy, chỉ vài mẫu như vậy thôi. Đấy, sau đây mình sẽ đi giới thiệu cụ thể từng loại mẫu luôn. Đấy, đây tại sao là mình sẽ giới thiệu cho các bạn tại sao là chúng ta phải mua loa tép rời. Vì đây mình sẽ là ví dụ cho các bạn đây. Đây là một cái loa tép tép giấy của B1B nhá. Đấy, chúng ta không thể đú được với cái dòng loa to bự 450 như này được. Đấy, nhanh nhá. Đấy, sau này mình sẽ giới thiệu luôn. Đây là một mẫu. Mẫu này là mẫu 250. Côn 2,5, đường kính 8 cm, củ 500 này là 8 cm. Đây, trang bị hệ thống chống cháy đây. Cái phễu này là 12 x 12, 500k một đôi, bao ship. Anh em mua thì sẽ gọi trực tiếp chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lấy địa chỉ và gửi hàng cho các bạn nhé, bao ship. Đấy, mình thử chất âm nhé. Loa này là nó có những cái dây như này nhá. Đấy, cái dây tôi sản xuất là nó có cái dây dài như này rồi, 1 mét. Chúng ta đấu trực tiếp vào đít loa. Đít loa nhá. Đấy, đi loa những cái kia hoặc là đi âm ly luôn. Để đấu trực tiếp nha anh em nhá. Đấy. Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn. Vậy nên anh phải tin. Đây nhá, anh em nhìn thấy cái đèn này đấy chưa? Khi quá tải nó mới sáng anh em nhá. Đấy, chúng tôi sẽ dự phòng một cái ở đây cho anh em. Đấy, đây là mẫu 250, 500k một đôi. Đấy, đang mở đây nhá. Gần bên nhau, ta sẽ tình yêu trọn đời. Người yêu ơi, em hãy cùng anh dành đôi. Yêu mãi mình em. Về
khi trắng khi đen. Cười vui mãi đó nhưng giờ tan chẳng hề quên. Gặp thì người thơ ơ, làm sao chẳng biết bao giờ. Tình nghĩ xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Đấy, đây là một mẫu 500k một đôi bao ship. Anh em có thể xem rất kỹ rồi gọi chúng tôi nhé. 0973 533 269. Đấy, đây là mẫu 500k này, một đôi này. Đây, mình sẽ cất mẫu này đi. Mình sẽ thử cho anh em mẫu 1,5 triệu nhá. Xong mình sẽ giới thiệu cận cảnh luôn này. Cái này ngang 28, cao 17. Trang bị hệ thống chống cháy côn 4,5. Đấy, mẫu 450. Đấy, đánh đẩy thoải mái. Suốt cả đời này biết mấy ai thương. Nhiều đêm thức giấc mơ màng nhớ người tình. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền xa. Pháp mà cho anh em đang thích hát karaoke mà hay bị chết tép nhiều ấy, chúng ta mua một đôi như này đặt lên nóc loa luôn, có nghĩa là cái loa tép cũ của các bạn không cần phải sửa nữa, là đặt lên như này luôn là dùng luôn nha anh em nhé, đặt lên nóc loa đấy. Tình nghĩ xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không. Quanh hiu trong vắng tình hiền, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách ai sao vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn tay trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập chững người một mình tôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thơ. Gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền xa. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền xa. Điện cho chúng tôi. Tôi sẽ lấy địa chỉ và gửi hàng bao ship cho 1,5 triệu một đôi nhá. Đấy. Ở đây mình sẽ thử cho anh em mẫu 1,3 triệu. Đặc biệt là cái cơ sở của mình là chuyên là củ China nhá. Hàng China xịn. 1,3 triệu một đôi. Anh em nhìn thấy cái sắt của nó chưa? Đấy, cái sắt của nó khác với sắt của Việt Nam nhá. Đấy. Đây là 1,3 triệu. Niềm cuối đời. Thank you.
côn 4,5. Đấy, cái này côn 4,5, ngang 28, cao 17. Đấy, côn 4,5 nhá. Đấy, cái 1,5 triệu cũng là côn 4,5. Cái này cũng là 4,5 này, cái này là 1,5 triệu một đôi. Cái này cũng là côn 4,5, như là 1,3 triệu một đôi. Đời ai không muốn luôn yêu được chân thành, muốn dành tất cả vì yêu. Thế mới giờ quanh yêu, thế mới giờ liêu xiêu. Vì yêu ai quá mà giờ đau giật. Cả những anh em mà hát karaoke mà chơi nhạc mà không sợ chết tép thì xin liên lạc với mình. Mê Bolero siêu nét. Đấy thì liên lạc với mình. Đấy để mình thì tư vấn và bán hàng cho anh em nhá. Anh em chỉ cần gọi điện trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại 0973 533 269 là chúng tôi sẽ ship hàng cho trên toàn quốc anh em nhá. Mình ở Bắc Cạn chuyên sản xuất loa tép chống cháy và chuyên săn lùng chất âm Bolero. Anh em có thể nghe rất kỹ chứ đâu. Đấy, mình sẽ giới thiệu rất cận cảnh như này luôn, giá tiền này và thông số kỹ thuật. Đấy, này là 1,3 triệu một đôi. Đấy, mình sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu nữa. Đó là cái này, mẫu này là mẫu 350. 350 này là 900.000 một đôi. Đấy. Ngang cũng 28, cao 17. Đấy. Củ này là củ 3,5, côn 3,5 nhá, 900k một đôi bao ship. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bồi gió, hình anh trong mắt tôi. Lời nào rất đơn giản. Chúng ta mua về đặt trên nóc loa. Mỗi bên loa là một cái tép đặt trên nóc. Trong cái dây của nó là đấu thẳng với đít loa luôn. Đấy, từ cái dây mà âm ly nó nối vào đấy. Đấy, đấu chung nó vào đấy. Đấy, gọi là đấu trực tiếp nhá. Đấy, đấu trực tiếp từ dây từ cái âm ly đấy lên đấy. Đấy, 900k một đôi. Anh em có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Theo số điện thoại 0973 533 269. Đấy là cái số Zalo của chúng tôi luôn nhá. Đây cả số điện thoại luôn. Thank you.
thì mình sẽ thử lại từng mẫu một và mình đọc giá tiền luôn. Anh em có thể ưng mẫu nào là có thể điện ngay chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ship hàng cho. Đấy, chúng ta lấy địa chỉ và ship hàng cho. Đấy, cái loa của chúng tôi để chống cháy 100%, lại đánh đầy thoải mái. Đấy, 24-40 sò âm ly được hết. Đấy. Tôi trở về đây với con đường xưa. Trước tiên là mình sẽ thử lại mẫu 500k, anh em xem rất kỹ nhá. Mẫu là mẫu 500k này. Cool 2.5. Mẫu 250 nhá. 500k. Thử lại nhá. Cháy thì anh em không phải lo, cái này là chống cháy 100%. Đấy, địa chỉ của mình là ở khu 2 là Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn. Thì anh em muốn săn tìm những chất âm bolero siêu nét mà có khả năng chống cháy tuyệt đối thì là anh em có thể gọi cho chúng tôi luôn. Đấy, Zalo chúng tôi, còn Facebook của chúng tôi là Đinh Văn Lưu. Đấy, hoặc là Lưu Loa Tép. Đấy, mình có ba nick. Nick thứ nhất là nick Đinh Văn Lưu này. Nick thứ hai là nick Lưu Loa Tép Bolero. Còn nick thứ ba là Lưu Loa Tép. Đấy, anh em có thể vào là xem cụ thể trên nick Facebook anh em nha. Đấy, đây là mẫu 1.5 triệu một đôi. Quên phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi, nói niềm chuyện tâm tư. Thương
nay mình sẽ thử lại mẫu 1.3 côn 4.5. Anh em mình xem kỹ là phải gọi điện chúng tôi đặt hàng luôn nhá. Đấy, thì mình sẽ để mình ship hàng cho. Những cái mẫu này chúng tôi sản xuất liên tục, rất chủ động cho cái nguồn hàng. Chúng tôi sản xuất không ngừng nghỉ luôn. Lòng em tê tái khi biết không xa anh, đời em như cành cây hiu, không có nắng vun cây làm sao lá hoa đâm chồi. Đêm nay nữa xong rồi mình xa nhau cách ngay phương trời. Mai sau em trở về có còn gặp lại anh? Chuyên China xịn nhá. Đây là China xịn. Mình sẽ thử cho anh em mẫu 900 nữa. Mẫu này là mẫu 350. Mẫu này chúng tôi sản xuất không nghỉ. Anh em để ý rất kỹ nhá. 900k một đôi bao ship. Áo nút đắm cay vào lòng, chỉ cần vòng tay anh choàng vai em giữa đêm lạnh. Sản xuất loa tép chống cháy 100%. Đấy, chúng bây giờ chống cháy không phải là trở ngại tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ chuyên chất âm bolero thôi. Siêu nét anh em nhá. 900k một đôi. Trở về đây bên anh người ơi, xin giữ em trọn thì chúng ta mà ngắt tép ra thì nó không bao giờ nó sắc nét được. Đấy anh em nha. Đấy. Mình sẽ đóng ngắt liên tục để cho anh em biết là cái hiệu lực của cái mình chính cho loa đó là cái gì, loa tép siêu nét chống cháy nhá. 100%. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ. Ai lắc léo chi từng câu nói, ngày sau nên ngồi để bay giữa chim cá bắt tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày.
ngại không dám nói. Để bây giờ trên cá bạc tăm, ta về bên ấy buồn sông vẫn buồn, buồn sông vẫn buồn. Video này mình sẽ giới thiệu, đã giới thiệu rất cận cảnh và cụ thể thông số kỹ thuật và giá tiền cho từng loại côn, bố 250 này, 350, 450 đấy, về giá tiền luôn. Thì anh em có thể xem rất kỹ những video như này. Thì điện thoại ngay để cho tôi để chúng tôi lấy địa chỉ và ship hàng cho toàn thể anh em nhá. Mình tên là Lưu, mình ở Bắc Cạn. Cái nick Facebook của mình là có 3 nick. Nick thứ nhất là Đinh Văn Lưu, và nick thứ hai là Lưu Loa Tép Bolero. Đấy, thứ ba là Lưu Loa Tép. Đấy, anh em có thể vào đấy là có thể xem hàng cụ thể. Và trên YouTube là điện tử Phương Lưu anh em nhé. Thì còn anh em để dễ tìm hơn là Loa Tép Chống Cháy 100%. Số điện thoại của mình là 0973 533 269. Thì anh em có thể gọi điện chúng tôi, là chúng tôi để lấy địa chỉ sẽ gửi hàng cho ngay. Đấy, cảm ơn tất cả anh em vào xem YouTube của mình nhá. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Cảm ơn ạ.